Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tại nhiều địa phương, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã xảy ra rất nhiều những câu chuyện thương tâm do sử dụng vật liệu nổ, súng tự chế và công cụ hỗ trợ. Câu chuyện không mới nhưng vẫn nóng khi những vụ việc sử dụng vật liệu nổ liên tiếp xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Chuyên mục vấn đề sự kiện tuần này phản ánh các nội dung trên. Một vụ việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 3 ở xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Anh A Nhi chở một đầu đạn từ dãy mì về nhà bố vợ là ông A Tu. Sau đó, anh A Nhi dùng dựa tác động mạnh vào đầu đạn, khiến đầu đạn phát nổ, làm A Nhi tử vong tại chỗ. Bốn người khác trong gia đình bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên con trai và em vợ anh A Tu cũng tử vong. Hai nạn nhân còn lại là vợ và cháu họ anh A Nhi may mắn còn sống. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đắc Hà đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện các vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ phải báo cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nguy hiểm hơn khi tình trạng tự chế vật liệu nổ lại do đối tượng là trẻ em, học sinh thực hiện. Thực tế, thời gian gần đây, tình trạng học sinh chủ yếu ở hệ trung học cơ sở tự chế tạo pháo vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều trường hợp tử vong hoặc bị thương tật suốt đời. Điển hình là vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng do chế tạo pháo xảy ra tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 25 tháng 12 năm 2022, làm hai học sinh tử vong, hai học sinh khác bị thương nặng. Vụ nổ ngày 22 tháng 3 năm 2023 làm một học sinh tử vong, một học sinh khác bị thương nặng. Hay mới đây nhất, ngày 22 tháng 3, tại huyện EAK, cũng tỉnh Đắk Lắk, vụ nổ khi chế tạo pháo làm một em tử vong, một em bị thương nặng. Những vụ việc trên đã và đang đòi hỏi sự tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường với gia đình và xã hội để tuyên truyền, giáo dục và quản lý các em nhận thức được sự nguy hiểm để không vi phạm. Thực trạng trên cũng báo động, trực tiếp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và gây mất an ninh trật tự trên địa phương. Đặc biệt với những gia đình có người tử vong, nỗi đau mất người thân khó có thể nguôi ngoai. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật quản lý và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó nghiêm cấm cá nhân chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng súng tự chế. Qua quá trình triển khai thực hiện luật, lực lượng công an toàn quốc đã thu được số lượng lớn súng tự chế. Tuy nhiên, tình trạng lưu trữ vật liệu nổ, súng tự chế và sử dụng súng săn, vật liệu nổ vẫn diễn ra, nhất là tại các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hiện nay, bên cạnh việc tàng trữ và sử dụng vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tình trạng một số người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lén lút chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế do tập tục và thói quen sử dụng súng, vũ khí thô sơ để săn bắn, bảo vệ mùa màng hoặc thực hiện các nghi lễ theo phong tục tập quán vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, vì lợi nhuận trong việc mua bán sử dụng súng tự chế là rất lớn nên các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép với thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, trong đó đã lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông để mua bán, vận chuyển trái phép súng tự chế. Thực trạng trên là vấn đề đáng lo ngại. Để ngăn ngừa hiểm họa từ súng tự chế, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đề nghị người dân phải nhận thức rõ và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Đối với các địa phương, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an từ tỉnh, huyện đến xã đã tích cực kiên trì tuyên truyền, vận động bà con giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức các đợt ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các đối tượng cố tình sử dụng súng tự chế, vật liệu nổ trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất những nguy hiểm có thể xảy ra tại địa phương. Đặc biệt tại các địa phương, ngay sau khi xảy ra sự việc do sử dụng súng săn, vật liệu nổ, lãnh đạo tỉnh đều kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng lưu trữ, mua bán, sử dụng súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Trong đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu không triển khai, thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo dẫn đến xảy ra các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Nhờ đó, kết quả tính riêng đến cuối năm 2022, cả nước đã thu được hơn 72.000 khẩu súng tự chế và rất nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua thực hiện triển khai đã có những cách làm hay, địa phương điển hình từ việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ghi nhận tại xã Đắk Rông, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai, nơi chủ yếu người Ba Na sinh sống và vẫn còn tồn tại những tập tục, thói quen sử dụng súng, vũ khí thô sơ để săn bắn và bảo vệ mùa màng. Trước đây, anh Đinh Văn Luyến ở làng Hà Đường 1 thường xuyên chế tạo sử dụng súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên, được cán bộ công an xã đến tận nhà tuyên truyền các quy định của Đảng, nhà nước về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ,
công cụ hỗ trợ và cảnh báo sự nguy hiểm của vũ khí, anh Luyến đã tự nguyện giao nộp vũ khí cho lực lượng công an. Công an cũng xã cũng đã tuyên truyền người dân là dùng súng đây là có tác hại. Trong nhà nếu con cháu có sử dụng thì mình phải tuyên truyền lại nhắc nhở cho họ là đừng chế tạo súng tự chế vì nó tác hại cho mình và mọi người. Nên là phải giao nộp cho công an. Xã cũng đã tham mưu cho thường trực Đảng ủy Ủy ban xã kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã và vận động một số người dân mà có hành vi là chế tạo, tàng trữ vũ khí, cất lại vũ khí vật liệu nổ, công cụ trái phép để mà lập danh sách và vận động để họ giao nộp cho chính quyền địa phương và công an xã. Hiện nay tình trạng người dân mà mua súng tự chế trên địa bàn xã thì công an xã qua nắm tình hình thì không còn xảy ra nữa. Và đặc biệt nhất là nhận thức ở các đồng bào các thôn làng hiện nay, nhất là một số người dân ở các khu nhà đồng á, bà con không còn cái tư tưởng là mua súng để tự chế để săn bắt mà tập trung vào chăm lo phát triển kinh tế và đời sống của gia đình, không ảnh hưởng đến dịch vụ môi trường rừng và tác động đến các loại động vật ở trong rừng. Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở trong làng Con Lanh, anh Đinh Thiện Quốc trước đây cũng sử dụng súng hơi để đi bắn chim chuột trong rừng. Nay được tuyên truyền, vận động và giải thích tác hại của vũ khí tự chế, anh đã tự giác giao nộp cho công an để an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Anh cũng tích cực tuyên truyền và nhắc nhở mọi người xung quanh về sự nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ đó, bà con cũng tự giác giao nộp súng tự chế cho công an. Nên là thấy súng này là hơi nguy hiểm đến tính mạng người. Em và mấy anh thanh niên trong tràng và các bạn cùng nộp hết súng tự chế này cho công an xã. Thì việc tuyên truyền nhân dân để giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ thì được triển khai đến tận thôn làng, đặc biệt là huy động lực lượng của cả hệ thống chính trị ở thôn làng, phát huy được các vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản để cùng tuyên truyền. Từ đó thì người dân nâng cao được nhận thức và thông qua công an xã thì tự nguyện giao nộp các cái vũ khí. Từ năm 2022 đến nay, công an xã Đắc Rông đã thu hồi được 10 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trở thành một trong những điểm sáng về việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đó, 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng nỗ lực triển khai thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả, toàn huyện Cờ Bang đã vận động người dân giao nộp 110 vũ khí thô sơ và linh kiện lắp ráp súng tự chế. Bang đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công an các xã, xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức vận động người dân thu vũ khí trong dân. Thì trong thời gian qua đã làm và thu được rất là nhiều các công cụ hỗ trợ và vũ khí. Bên cạnh đấy thì xã Đắc Rông là cái xã là trọng điểm, hiện nay là vận động rất là tốt người dân trong đầu năm đến giờ ngày hôm nay. Đắc Rông thì rất là sáng tạo trong cái vấn đề vận động. Thời gian tới thì được cái mô hình của công an Đắc Rông, xã Đắc Rông thì tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng được các cái xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện trên cơ sở cũng lấy cái kinh nghiệm của công an Đắc Rông để chúng tôi hướng dẫn và cho các xã các học tập để trong năm tới thì làm tốt hơn vấn đề này. Nhờ đó, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngày càng được nâng cao. Nhiều người dân đã tự nguyện đem nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do ý thức được sâu sắc sự nguy hiểm của các loại vũ khí này đối với bản thân và xã hội. Đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau khi tịch thu được, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, phân loại cụ thể và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phát huy những kết quả thời gian qua, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, các cấp, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, tố giác các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ bình yên cuộc sống cho người dân. Thời lượng chuyên mục đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.